Rồi, chúng ta sẽ đến banner Phase 1 anh em nhé. Hai nhân vật 5 sao sẽ xuất hiện tại Phase 1 này, nó sẽ là Black Swan và sẽ là anh Đan Rồng được rerun. Nói thật với anh em, đây là hai nhân vật sẽ là hai nhân vật tạo nên hai cái team mạnh nhất tại 2.0 trở đi. Anh em lựa chọn nhân vật nào cũng được nhá, nó không phải là vấn đề. Ví dụ trong trường hợp này, nếu như mà anh em thích chơi team Dot, anh em thích cái team gọi là giang hồ người ta hay gọi là du to dôi dê, hiểu không? Du to tồi tệ đấy. Anh em đã có Quáp Ca rồi, đúng không? Công đã có Mây rồi. Cái việc mà công lấy Black Swan về nó là một cái gì đó rất là kinh khủng. Team Dot thật sự là lên đỉnh. Nó chỉ thua mỗi team IL thôi anh em ạ. Còn với những anh em nào mà mọi người thích cái lối chơi mạnh nhất, mọi người xác định là mọi người sẽ lấy Hanabi về, mọi người chơi nhiều team thì cái việc lựa chọn anh Đan Rồng ở thời điểm rất là tốt. Còn với những anh em nào mà đã có anh Đan Rồng E0 rồi thì mọi người có thể roll chấn cho anh Đan Rồng cũng được, không vấn đề gì cả. Còn cái việc mà anh em có muốn đầu tư cho anh Đan Rồng lên các cái tầng tinh hồn không thì tôi nghĩ là nếu mà có điều kiện thì anh em có thể lên tầng tinh hồn cũng được. Ví dụ anh em có thể lên mức E2 hoặc là thậm chí là E6. Nhưng mà theo tôi, với quan điểm của tôi thì anh em không cần roll tinh hồn cho bất kể một con DPS nào cả. Bởi vì bản chất là bọn này nó đã rất khỏe rồi tại tinh hồn không rồi. Anh em hãy để những cái tầng tinh hồn đấy để mà công roll những con nhân vật khác. Ví dụ công roll Hanabi có chấn chẳng hạn, hoặc là anh em roll Acheron chẳng hạn, hoặc là đấy vẫn là câu chuyện cũ. Công roll thằng bạn của anh Đan Rồng cũng được. Bạn của anh Đan Rồng chính là Ngài Dinh Cha, đúng không? Ông nào ngày xưa mà có Ngài Dinh Cha mà lại chưa có chấn chẳng hạn thì là best cơ hội rồi còn gì nữa. Lâu lắm rồi, một phiên bản rồi, chấn của Ngài mới rerun công ạ. Không thể nào né được, tới rồi còn gì nữa. Mấy ông mà ngày xưa Ngài cầm bẹ bữa sáng các kiểu, tới lúc rồi còn gì, lệch đi đâu được. Nhiều ông lắm, tôi tin chắc với anh em luôn. Những người anh em dinh con ngày kia chỉ chờ ngày này thôi để lấy chấn cho Ngài về. Chứ nhiều ông dinh con mà có khi còn đang Ngài cầm bữa sáng kìa, khổ lắm đấy kìa. Ngài dưng tận mồm luôn. Rồi đó là hai cái nhân vật mà chúng ta sẽ nói, hai nhân vật 5 sao sẽ xuất hiện tại nửa đầu. Nói về các tầng tinh hồn ý, thì đối với tôi hiện giờ cái tầng tinh hồn E1 của Black Swan đang cực kỳ vượt trội anh em ạ. Nếu mà chúng ta so sánh với chấn anh em nhé. Nếu mà anh em mà đang phân vân giữa việc là đầu tư hai nổ vàng dành cho Black Swan ấy, thì tôi khuyên anh em là anh em nên lấy E1 và chấn của Sampo là lựa chọn mạnh hơn rất là nhiều. Còn với anh Đan Rồng thì với những ông nào mà tôi nghĩ là đã từng có anh Đan Rồng rồi thì tôi nghĩ ở thời điểm này mọi người không cần phải roll anh Đan Rồng nữa. Mọi người chỉ cần roll Hanabi về là đẹp. Còn với những ông nào mà muốn đầu tư tinh hồn thì tầng tinh hồn 2 là một tinh hồn rất là hấp dẫn dành cho anh Đan Rồng. Còn với những anh em mà đã có tinh hồn 2 rồi mà lại chưa có chấn như em Giang ấy thì tôi nghĩ là tinh hồn 2 thì nên có chấn anh em ạ, bởi vì nó có nạp thì ulti được nhiều hơn thì kéo lượt nhiều hơn thì đam to hơn không ạ. Đơn giản vậy thôi. Bởi vì sau này có Hanabi búp chiến kỹ rồi, đúng không? Thì cứ thế mà mình xả thôi, nghĩ ngợi gì. Rồi về dàn 4 sao. Dàn 4 sao của banner phase đầu tiên thì đương nhiên chúng ta có một nhân vật mới là nhân vật Misa. Về mặt sức mạnh của nó thì tinh hồn 6 rất mạnh không nhá, rất mạnh. Chơi cũng sướng đấy không ạ, dễ chơi dễ trúng, không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Anh em có thể lấy về và tích dần dần lên các cái tầng tinh hồn để sau này mọi người chơi sau cũng được. Còn ở thời điểm này thì tôi với tôi thì cái việc mà ra một nhân vật hệ băng nó đang không thật sự là ngon nghẻ lắm. Biểu vì bắt đầu từ 2.0 trở đi cái điểm yếu băng nó không còn nhiều lắm, và bắt đầu chúng ta thấy cái sự quay comeback trở lại của mẹ thiên hạ Cocolia, nó cũng là một cái thứ counter hệ băng khá là nhiều. Rồi sau này nó còn xuất hiện thêm những con nhân vật nó không có điểm yếu băng nữa, ví dụ xem bỏ điểm yếu băng rồi đúng không, bot meme của chúng ta không có điểm yếu băng, hay là Zipat cũng sẽ xuất hiện anh em ở sầm sảnh đường. Nên thành ra là công mang những cái con hệ băng mà chơi nó khá là khó. Nhưng mà tôi nghĩ rồi sẽ có lúc hệ băng quay lại thôi, thì lúc đó Dinh Lưu và Misa này sẽ chơi được anh em ạ. Tiếp đến là Tinh Jun. Tinh Jun này công đã xem video T-League của tôi có biết rồi đúng không? Thật sự nó nếu mà chấm một cách gọi là dành cho những người anh em gọi là chơi đến end game, những cái người mà gọi là đi gọi là zero cycle, những cái người gọi là bứt phá ở trong một cái lĩnh vực hoàn toàn mà những người khác anh em không biết được, thì con Tinh Jun thời điểm này nó không khác gì con S cộng anh em ạ. Đặc biệt là với những anh em nào mà sắp lên được E6, nó là một con S cộng đấy công ạ, rất là mạnh. Và cuối cùng là Winafeng thì nói thế nào nhỉ? Thực ra Winafeng mà có E6 thì nếu mà anh em chơi team Dot cái thời điểm trước khi có Black Swan ra nó khá là ok, nó cũng rất là mạnh. Nhưng mà ở thời điểm này nếu như mà ra Black Swan rồi ấy, thì tôi phải nói thật với anh em là Winafeng không bao giờ so sánh với cả Black Swan được về cái lượng đam anh em ạ. Còn nếu như mà trong trường hợp bị mà quái có kháng phong rất cao, ví dụ anh em đánh với cả con hươu chẳng hạn hay là con nhân mã hệ phong chẳng hạn, thì tôi nghĩ là con Black Swan này cái lượng đam của nó cũng sẽ ngang với cả Winafeng cơ. Em nhận nên là tôi nghĩ là trong mọi trường hợp anh em vẫn có thể chơi Black Swan được. Mọi người cũng chả cần phải chơi Winafeng đâu. Trừ khi là cậu muốn vào break quái hệ hỏa thì không cần Winafeng thôi. Còn về lượng đam tôi nghĩ là như nhau thôi không ạ. Bởi bản chất hiện giờ ấy là con Black Swan nó đang hơn con Sampo ít nhất là khoảng cỡ 30-40% anh em ạ. E6 không nhá. Còn tất nhiên là với những anh em nào mà lỡ mà mẹ gọi là đam mê Black Swan quá, mê hệ Dot quá mà không đầu tư được cái E1 của Black Swan, nó giảm 25% kháng của hệ ấy, của tất cả các hệ lôi, hệ phong, hệ hỏa, hệ vật lý chẳng hạn. Xong công lại đi cùng với cả Mây nữa, nó cũng giảm thêm 25% kháng nữa. Bản chất là cái team Dot này của anh em có thể đánh khắc hệ được, chả vấn đề gì, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nên đối với tôi ở thời điểm này, Winafeng cho vào cho vui anh em ạ, tôi chả quan trọng lắm con Winafeng này. Chắc là Winafeng chắc là dùng cho mấy anh em mà mang đi đánh giải ở trên YouTube ấy đấy, thì có thể là được bởi vì nó 4 sao. Rồi về banner vũ khí đi. Banner vũ khí ở thời điểm này
Tôi đánh giá banner vũ khí Phase 1 này là một trong những banner rất là ngon cơ mà, và có thể gọi là ngon nhất. Khi mà đương nhiên rồi, chúng ta có một cái nón ánh sáng mới dành cho Misa, mặc dù là tôi thấy là nó hợp với cả Sueji nhiều hơn. Chúng ta sẽ có hai cái nón mà tôi đánh giá là thật sự là best in slot dành cho Pela, cũng là một con có thể coi được là S cộng nếu mà dành cho những người anh em gọi là speedrunner. Và thứ hai là múa, cũng là một cái nón ánh sáng chấn phái dành cho những người anh em muốn tối đa hóa sức mạnh của một team comp nào đó khi mà anh em đi cùng Tinh Jun. Hiện giờ nếu anh em để ý là gần như là cái combo Tinh Jun cộng múa cộng với cả hua hua là một trong những combo rất mạnh, khi mà kể cả anh em không đi zero cycle thì các ông đi 1-2 cycle bằng cái team comp này rất là tốt luôn. Và đặc biệt là như bà Trúc chẳng hạn, bà Trúc kể là hình như là bà Trúc chơi từ đầu game đến giờ bà Trúc chưa có một cái nón múa nào, thì tôi nghĩ là banner này sẽ phải ôn in khá là nhiều đấy, phải roll khá là nhiều đấy các ông. Còn tất nhiên là với những bác mà mắc múa với cái giọt mồ hôi thì chịu thôi, biết làm sao bây giờ đúng không? Nó dành cho những người anh em chưa có anh em ạ. Hoặc là những người anh em nào mà đang kiểu dạng như là giọt mồ hôi chưa lên 5 chẳng hạn, múa đang dừng ở mức 3 chẳng hạn, đấy là ok, là hợp lý luôn. Bình thường bây giờ nhá, một con Tinh Jun ấy, cho những anh em không biết ý, một con Tinh Jun nếu anh em cầm múa 5 và anh em build được khoảng cỡ, hình như tôi nhớ không nhầm là 176 tốc à? 176 tốc thì phải. Combo của nó sẽ là ách được 3 lần trong một cycle thông qua việc là E và là 2 đánh thường. Nó khá là mạnh anh em ạ. Đặc biệt đấy là lý do vì sao anh em thấy combo Tinh Jun cộng với cả hua hua đi với cả Doctor Ratio nó mạnh như vậy. Nên tôi đánh giá ở cái banner Phase 1 này là một trong những banner rất là ngon. Anh em sẽ lấy được hai cái mảnh ghép quan trọng của hai team con mạnh nhất của từ phiên bản 2.0 trở đi. Anh em có một con support S cộng là con Tinh Jun, đặc biệt là có E6. Misa là một nhân tố bí ẩn, hơi thọt một tí ở vị trí Winafeng nhưng mà cũng sao cả. Winafeng tôi nghĩ cũng là một lựa chọn ổn. Bản chất là khi mà anh em muốn được Winafeng ấy thì sau này công có thể kiểu dạng chơi team bắt đầu flexible hơn. Anh em không bị bó team, anh em muốn đổi gió đấy chẳng hạn. Công gặp hệ hỏa, công không muốn chơi Black Swan nữa, công kẹp Winafeng rất là ok. Còn về nón ánh sáng thì cực kỳ là ngon luôn công ạ. Khi mà chúng ta có hai cái sự có mặt của hai cái nón ánh sáng 4 sao là giọt mồ hôi lấp lánh và cũng như là múa là hai nón ánh sáng tôi đánh giá là tôi nghĩ là mạnh nhất bây giờ về dàn support anh em. Còn về hai cái nón ánh sáng chấn này thì thật ra nếu mà đánh giá gọi là công tâm thì nón ánh sáng chấn của IL nó cũng mạnh nhưng mà nó tôi đánh giá là cũng không đáng đầu tư lắm, bởi vì thực ra là cái sự lựa chọn nón ánh sáng chấn của IL nó cũng chỉ khỏe hơn nón ánh sáng thất phu khác, ví dụ như là sự sụp đổ nó khoảng hơn 10% công ạ, nó không đáng kể lắm. Nó chỉ thực sự là ngon cho những anh em mà có E2 trở lên ý, thì nó có nạp anh em ạ, thì nạp thì rất là quan trọng với cả một con IL E2. Hay nón ánh sáng chấn của Black Swan thì như tôi phân tích bên trên đúng không, nếu mà anh em chỉ đi một mình Black Swan thì đúng là nó hơn rất nhiều, nhưng mà nếu công kết hợp đội hình với cả Kapka chẳng hạn thì nó chỉ hơn có khoảng 12-13%, thì bản chất là anh em vẫn có thể skip được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 4 sao đây là một dàn 1 sao đáng đầu tư không ạ. Rồi như đấy là, như vậy là tổng kết của cái banner Phase 1 anh em nhé. Sang đến Phase 2 thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có Hanabi, Sparkle và chúng ta sẽ có sự rerun của Ngài Dinh. Như vậy thì cái câu nói của mấy bác ở trên mạng ấy có vẻ là chuẩn anh em ạ. Thấy Ngài Dinh là thấy Tết, cũng hợp lý mà đúng không? Anh rồng rerun là bởi vì năm sau là năm con rồng. Còn Ngài Dinh thì thấy ngài là thấy Tết là cũng chuẩn thôi công ạ, không lệch đi đâu được. Ở thời điểm này thì tôi nghĩ là cái việc mà Ngài Dinh rerun ấy thì nó không phải là một sự lựa chọn được nhiều người lựa chọn lắm. Mặc dù anh em phải hiểu một điều rằng Ngài Dinh tại phiên bản 2.0 trở đi, nếu như mà anh em có cái sự góp mặt của Hanabi, Ngài Dinh được lên một tầm cao mới không ạ? Ngài Dinh có Hanabi thì thật sự là nói thật với anh em còn khỏe hơn của team của Dinh Lưu bây giờ ấy các bác ạ. Bởi vì Ngài Dinh lúc nào cũng có 10 kiếm, Hanabi kéo liên tục, lúc nào cũng 10 kiếm công ạ. Lúc nào thần quân cũng nhận full buff đến từ Hanabi. Nhưng mà tất nhiên là ngài mạnh thì không có nghĩa là ngài mạnh nhất không ạ. Ngài mạnh tôi đánh giá là vẫn không bằng hai cái team comp này. Cũng là mùa của chúng ta đến rồi, nhưng mà là ngài mạnh là ngài vượt qua giới hạn của bản thân mình. Anh em phải hiểu đấy. Ngài cứ mỗi mùa ngài lại bứt phá một tí anh em ạ. Như kiểu là Saitama ấy. Thành ra là người ta mà hay có câu nói anh em ạ, kẻ thù lớn nhất của đời mình đó chính là chính bản thân mình. Đấy, ngài tự bứt phá được bản thân mình lên một tầm cao mới. Ngài mạnh thật, nhưng mà tất nhiên rồi thì cũng giống như team Mô Lượng Tử thôi anh em ạ. Mô Lượng Tử cũng rất mạnh, cũng rất dễ chơi, nhưng mà cũng không thể so sánh với cả hai cái team con bên trên được, là team của Black Swan với cả team của IL được. Nên thành ra ở thời điểm này ngài rerun thì cũng có thể là một cái tín hiệu vui dành cho những người anh em dinh con rất sim ngài nhưng mà ngày xưa lệch ngài, hoặc là sim ngài nhưng mà lại chơi sau không có ngài chơi, hoặc là với những người anh em mà có ngài mà lại được chơi không có chấn. Thế anh em có thể lấy chấn ngài về, một là anh em chơi ngài, hai là anh em chơi các con trí thức khác đều ổn hết công nhá, không vấn đề gì cả. Đấy là đối với những người anh em sim. Thế còn đối với những người anh em không sim thì sao? Thì may quá còn gì nữa công, đỡ phải rốt đúng không? Không sim thì tự nhiên thấy mẹ banner của ngài chả mẹ như bắt được vàng, chuẩn chưa? Tự nhiên đỡ phải rôn banner này cũng đã dồn hết tài nguyên để rôn Hanabi là hợp lý còn gì nữa. Nói chung là một mũi tên trúng hai con chim không ạ, quá hợp lý. Chứ tôi thật với anh em nhá, cái thời điểm này mà không phải là ngài mà là full lùn rerun đi thì công thử nghĩ mà xem, công có khóc không? Phải khóc không có tí giọt nước mắt nào chả đùa. Khóc từ giờ đến lúc banner kết thúc chả đùa. Biết lấy ai? Đấy, thành ra là tôi nghĩ ở thời điểm này Ngài Dinh ở đây là một vị trí hợp lý anh em ạ. Tất cả mọi thứ được sắp đặt rồi. Thấy ngài là thấy Tết. Fan service dành cho những người hệ chơi hệ sim, đúng không?
cũng là cái nơi mà mình có khả năng gọi là skip dành cho những bạn không sim, quá hợp lý. Đúng, phải cảm ơn ngài chứ đùa đâu. Rồi tiếp đến sẽ là con Hanabi. Nó là một cái mảnh ghép mà nó thay đổi meta rất nhiều tại phiên bản 2.0. Khi mà tất cả những con DPS tốc thấp đều nâng tầm anh em ạ. Thực sự với anh em đưa đến con Dinh Lưu, nó chơi tốc thấp ấy, nó khỏe gần bằng Dinh Lưu chơi speed tuning với cả Bronja ở thời điểm này, mà nó lại còn dễ chơi. Một lần nữa tôi sẽ show cho anh em data về việc hôm qua tôi với cả Thuận vừa tính toán. Anh em nhá, Dinh Lưu dày tấn công, slow speed đi cùng với cả Hanabi. Trong từ 2 đến 3 cycle thì khỏe hơn Dinh Lưu speed tuning, nhưng mà trong 1 và 4 cycle thì sẽ không bằng, bởi vì 1 và 4 cycle thì speed tuning hành động nhiều hơn. Ngài Dinh khỏe hơn Dinh Lưu ở phiên bản hiện giờ. Anh Blade cũng bú được, tất cả mọi người đều bú được. Nhưng mà nếu mà nói về việc nhân vật nào mà không được hưởng lợi đến từ Hanabi, tôi nghĩ ở thời điểm này chắc là chỉ có ấy thôi anh em ạ. Chỉ có bản chất là Dr. Ratio thôi. Dr. Ratio hiện giờ đang form team rất là mạnh với cả Tinh Jun Hua Hua với cả Runmei hoặc là Sói Bạc hoặc là Pela. Đấy, nên là Dr. Ratio không húp được Hanabi thôi. Còn lại tất cả các nhân vật khác đều mạnh lên hết, tất cả nhờ Hanabi. Rồi thì đương nhiên rồi, sự xuất hiện của Hanabi thì anh em phải hiểu là team Mô Lượng Tử được upgrade thêm một level mới. Bản chất ý, thì nếu như mà nói là chúng ta có hai con DPS hệ lượng tử, thực ra là ba thì cả con Sueji nữa, thì hiện giờ nếu như mà bắt buộc phải lựa chọn trong ba con đấy con nào được hưởng lợi từ con Hanabi nhiều nhất thì nó con Trinh Chê anh em ạ. Bởi vì con Trinh Chê nó cần rất nhiều chiến kỹ. Con Sele tốc độ cao quá anh em ạ, nên thành ra là đôi khi nó cũng không đến mức gọi là con Hanabi vào nó vẫn rất mạnh, nhưng mà cái hiệu quả của nó mà so với việc là Hanabi vào team Trinh Chê thì Trinh Chê bú nhiều lắm không. Thành ra là cái team Mô Lượng Tử hiện giờ nếu mà anh em chơi nó sẽ giúp anh em được nâng cấp sức mạnh hơn một chút, và thứ hai là nó dễ chơi rất là nhiều. Chả phải nghĩ ngợi gì, vào cứ sói gắn là xong, đúng không? Đấy, thành ra với những anh em nào mà anh em lựa chọn Mô Lượng Tử thì nó vẫn là một team comp dễ chơi, dễ trúng, đam to. Tất nhiên là không để so với cả hai cái team comp meta bên trên được. Rồi về dàn 4 sao đi, thì như là trước tôi có nói đúng không, con Hanja nó xuất hiện cách đây khoảng hai banner trước thì bây giờ nó rerun là hợp lý này. Cái thời điểm này với những anh em nào mà đợt vừa rồi mà không một Hanja này thì mọi người có thể lấy được Hanja, đúng không? Hanja vẫn là một con support rất là mạnh, khả năng cộng một chiến kỹ của nó là có thật, nó búp tấn công, nó búp tốc độ. Và tiếp theo là con Trinh Chê. Trinh Chê thì nói chung là với những anh em nào mà tinh hồn 6 thì mọi người không quan tâm, nhưng mà với những người anh em tinh hồn 4 thì mọi người có khả năng lên được tinh hồn 6. Với những người anh em mà chưa lên tinh hồn 4 thì khả năng đây cũng là banner để giúp công lên được tinh hồn 4, cũng là cái cột mốc mà bắt đầu chơi Trinh Chê theo cái dạng bắt đầu chơi hyper carry. Và đương nhiên rồi, công run Hanabi mà cũng ra được Trinh Chê tinh hồn cao thì công chả cần Sele, công chơi Trinh Chê vẫn được mà. Với những người anh em nào mà bảo là ừ thế thì anh ơi, thế thì tôi có Trinh Chê rồi, thế bây giờ lấy chấn của Trinh Chê làm thế nào? Có liền. Before the dawn, trước buổi bình minh, có luôn một banner service tận đít dành cho những gọi là Trinh Chê con. Khi mà chúng ta vừa có Trinh Chê, chúng ta vừa có Hân Bi, chúng ta lại còn vừa có chấn của Trinh Chê nữa. Ui, hợp lý chưa? Quá là ngon luôn. Được chưa công? Mẹ thật sự banner này cũng rất ngon anh em ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì bắt đầu đến Sampo là bớt ngon rồi. Tự nhiên lòi ra anh Scampo ở đây tôi thấy cũng chả liên quan lắm. Chắc là nhà phát hành muốn động viên anh em luôn cả hai banner. Để mà ví dụ bên trên này chẳng hạn, ví dụ bên trên này đi, ông nào mà lấy cấp ca mà quyết định bỏ qua Black Swan chẳng hạn, thì ừ thì các em không có đủ nhân vật đó để mà chơi, thì sang banner này công vẫn có cấp ca, công vẫn có Sampo để mà chơi thì cũng ok, không biết nỗi nào. Tôi nghĩ cũng ổn. Chắc là dành cho những anh em quyết định là skip banner trên thì công vẫn có Scampo để mà chơi với cả cặp ca, cũng ok không ạ? Cho anh em trải nghiệm team dot trước để sau này khi mà Black Swan rerun chẳng hạn thì công sẽ có thêm động lực để mà xuống tiền, đúng không? Để mà zone rú to rồi dễ. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Tiếp đến là đến dàn vũ khí anh em ạ. Dàn vũ khí thì vừa rồi chúng ta phân tích rồi đúng không? Cái sự xuất hiện của chấn ngài đây gần như là mạnh cho ngài, mạnh cho Trinh Chê, mạnh cho tất cả con chính thức khác đều dùng được, rất ok. Nhiều anh em còn nói vui bảo là thực ra là ngài rerun thì tôi đéo quan tâm đâu, tôi chỉ quan tâm đến chấn của ngài thôi. Thì câu nói câu đấy đúng, chả sai, không cãi được. Vũ khí quá mạnh dành cho hệ chi thức. Còn về nón ánh sáng của Hanabi là một anh nón ánh sáng rất mạnh, đặc biệt là mạnh dành cho những em newbie. Bởi vì newbie thường công sẽ không build đồ sớm. Anh em không build đồ sớm thì công sẽ không có tỷ lệ bạo, công sẽ không có sát thương bạo. Thì cái nón của Hanabi này tỏ ra rất mạnh, đặc biệt là với những người anh em nào mà chơi cái dạng như là Sele kiểu đúng không, hay là Trinh Chê mà công không build đủ tỷ lệ bạo kích ấy, thì tự nhiên thêm 10 tỷ lệ bạo đến từ chấn của Hanabi vào sẽ giúp công cải thiện đáng kể cái khả năng gọi là không bị hụt. Ví dụ anh em có chấn của Hanabi thêm 10 tỷ lệ bạo đúng không, công đi cùng với cả Cú Xuân thêm 12 tỷ lệ bạo thì công chưa gì công đã có 22 tỷ lệ bạo rồi. Đấy, thì thực ra đối với tôi ấy, là hiện giờ nếu với những người anh em nào mà kiểu dạng như là newbie mà mới chơi game ấy, thì cái nón chấn Hanabi rất là mạnh, bởi vì nó sẽ giúp anh em cải thiện đáng kể cái tỷ lệ bạo cho cả team. 10 tỷ lệ bạo cộng với cả 12 của Phú Xuân nữa là công đã có 22 tỷ lệ bạo rồi. Anh em build đồ rất dễ. Nhưng mà nếu như mà dành cho những người anh em mà đã build xong đồ rồi, đã có những con Sele gọi là thế giới rồi, tầm 90 tỷ lệ bạo rồi hay 88 tỷ lệ bạo đi cùng Phú Xuân rồi, thì cái nón ánh sáng này có hay không có nó không quan trọng lắm. Bởi bản chất là như tôi tính toán ấy, thì nón chấn của Hanabi
mà so với các cái phương án thất phu khác, 4 sao khác ấy, thì nó chỉ khỏe hơn đâu đó khoảng cỡ 10% anh em ạ. Thì với 10% đấy anh em có thể skip được để mà mọi người lấy những cái nón ánh sáng khác. Lấy nón ánh sáng khác, hoặc là mọi người có thể lấy tinh hồn cho Hanabi, ở thời điểm này tôi đánh giá là còn tốt hơn là anh em lấy chấn. Đấy, bắt buộc mà phải cho lấy chấn với cả E1, tôi đoán chắc chắn với anh em luôn là cái E1 của Hanabi đang có giá trị tốt hơn. Về lượng đam thì là xem nhau, nhưng mà cái quan trọng là cái E1 của Hanabi nó sẽ giúp cái tuyệt kỹ của Hanabi nó sẽ kéo dài tận 3 hiệp, nó gần như là full time. Thì cái việc lựa chọn E1 nó sẽ là hợp lý rất là nhiều. Còn nói về dàn vũ khí 4 sao thì nói thật với anh em là ba cái nón ánh sáng của dàn vũ khí 4 sao đều tốt từ điểm hẹn, mặc dù ở thời điểm này điểm hẹn thì có vẻ như là cũng bớt được dùng rồi, bởi vì thường tôi Tinh Jun hay cầm điểm hẹn, nhưng mà Tinh Jun cầm điểm hẹn rồi nó cầm múa rồi không, nhưng mà nói như thế thì nó chỉ bớt thôi, chứ nếu mà anh em không có chấn của Hanabi mà công cầm điểm hẹn để đi cùng với cả team lượng tử cũng rất là ngon, cũng rất là tốt. Hay là hai cái nón ánh sáng ví dụ là của Hủy Diệt và của Tri Thức đều là hai nón ánh sáng rất là tốt dành cho những anh em mà chơi thất phu của hệ Tri Thức hay là hệ Hủy Diệt, bởi vì là cả hai nón ánh sáng này khi mà tiêu diệt quái nó đều có cái khả năng cung cấp rất nhiều gọi là stat cho nhân vật. Anh em chỉ cần lên được hai cái nón ánh sáng lên tiêu luyện 5 này nó rất là ngon luôn cơ. Thực tế ở thời điểm này nếu anh em để ý là cả ba nón ánh sáng này lên tiêu 5 đều rất ngon, thậm chí là cả cái này luôn. Nên là theo tôi đánh giá ở phiên bản 2.0 này đang là một cái phiên bản rất là tốt đến từ cả hai nửa. Anh em run banner nào cũng ngon cả, dàn vũ khí nào cũng ngon tốt cả, không có một cái vũ khí nào là thừa. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi sẽ có một cái tư vấn nhẹ cho anh em để anh em có thể hướng dẫn anh em roll sao cho nó hợp lý nhất. Ví dụ anh em thích chơi Dot thì Black Swan là một sự lựa chọn tốt cơ mà, rất tốt. Chấn Black Swan anh em lấy thì tốt, không lấy thì cũng chẳng sao. Và khi mà anh em xác định em sẽ lấy chấn của Black Swan ấy, thì cái việc mà mọi người lấy thêm được những cái nón ánh sáng mới của Misa này, hay là múa để cải thiện thêm này, hoặc là giọt mồ hôi lấp lánh là coi như bonus thêm. Còn tất nhiên là với những cái việc mà anh em đã có 20 cái nón ánh sáng hay 5 sao rồi, cộng chả quan tâm đến cái nón ánh sáng mới của Misa là cho con Suezi làm cái gì. Và công đang dắt túi cho mình được một cái nón ánh sáng của Sampo tinh luyện 5, thì cái việc mà mạnh dạn mà skip nón ánh sáng chấn của Black Swan tôi nghĩ là chấp nhận được. Và thay vào đó nếu anh em thừa tiền thì công muốn mạnh hơn thì công có thể đầu tư vào cái E1 của Black Swan, nó còn mạnh hơn khá nhiều. Và tương tự ở trong cái banner Phase 1, nó chia cho anh em hai con đường rất rõ ràng. Một là anh em chơi Dot, hai là anh em chơi IL, một hệ riêng. Thì với những anh em nào mà chưa có IL thì đây cũng là thời điểm mà công lấy IL rất là tốt, bởi vì IL form team với cả Hanabi nó sẽ là mạnh nhất. Tất nhiên là 2.0 này là mạnh nhất anh em nhé. Còn đến 2.1 có Acheron nào tôi chưa biết công ạ. Nhưng mà tôi vẫn đang nghĩ là Acheron chắc cũng mạnh đấy công ạ. Chỉ là không biết có mạnh bằng IL hay không thôi, cũng đang khá là hóng hớt. Còn thật ra thì cái trước IL nếu anh em mà chơi ấy, anh em phải tính toán rất là nhiều về mặt chiến kỹ, bởi vì con này nó là Hủy Diệt nhưng nó là Hủy Diệt chiến kỹ. Nhưng mà bởi vì chính vì cái sự xuất hiện của con Hanabi tại cái nửa sau, nó giúp cho con IL gần như được cởi xích anh em ạ. Đúng một con rồng được cởi cái xích của mình bay lên trời. Khi mà bây giờ công phải hiểu cứ lần nào IL xuất hiện là nó sẽ ba chiến kỹ vào mồm cái đi. Công sẽ chả cần phải tính toán cái con mẹ gì cả, đúng kiểu chơi không não luôn. Công auto còn được cơ, dễ chơi dễ trúng anh em ạ. Nên là khi mà anh em roll IL phase 1 xong thì công sẽ nhảy sang banner phase 2, công roll thêm Hanabi vào đẹp. Thậm chí là công không cần phải roll chấn cho một con nhân vật nào cả, không cần chấn IL, không cần chấn Hanabi, nó vẫn mạnh anh em nhé. Còn ngày dinh thì vừa rồi nói rồi đúng không, sim thì lấy, không sim thì skip là hợp lý, không có gì phải nghĩ ngợi quá nhiều cả. Còn nói về Black Swan đi, một tí về Black Swan đi, tôi thấy nhiều anh em khá là phân vân giữa cái việc là thế thì bây giờ nếu như mà không có Kafka thì có nên chơi Black Swan hay không. Rất nhiều người anh em hỏi rằng là thế thì liệu con Black Swan này có nên chơi khi mà chúng ta không có Kafka hay không. Thực ra anh em vẫn chơi được anh em ạ. Anh em vẫn có thể chơi kiểu Black Swan đi với cả Sampo đúng không? Anh em vẫn có thể chơi Black Swan đi với một con Dot bất kỳ. Và cái sức mạnh của team đấy nó, tôi nghĩ là ở thời điểm này nó ngang với cả team Dot ở thời điểm trước, ở thời điểm từ 1.6 trở về. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Anh em chơi được thì không có nghĩa là nó so sánh được với cả cái sự xuất hiện của Black Swan với Kafka. Bởi vì là có Kafka vào gần như là cái sự chênh lệch đam rất là nhiều. Anh em có Kafka và không có Kafka, công chênh tận 40% đam đầu ra anh em, nó rất là nhiều luôn đấy công ạ. Đấy nên là để mà nói thật thì tôi nghĩ là ở thời điểm này nếu như anh em nào mà chưa lấy Kafka chẳng hạn, mọi người không đủ lấy Kafka thì mọi người vẫn có thể lấy Black Swan được. Và sau này mọi người chơi trải nghiệm team Dot trước đi, xong rồi sau này khi mà Kafka rerun chẳng hạn thì công đầu tư vào là xong. Thực tế là tôi vẫn chơi được anh em ạ, tôi vẫn chơi với cả Kafka với cả Sampo được, nó vẫn ổn, nó không vấn đề gì cả, vì chẳng qua là đam yếu hơn thành ra là đi lâu hơn thôi. Còn nó vẫn sẽ là một team giúp anh em, nếu anh em build đến tầm chẳng hạn, anh em vẫn sẽ có kiểu anh em đi qua sảnh cách bình thường, chả phải nghĩ ngợi quá nhiều. Chẳng qua thay vì là cái việc Black Swan Kafka công đi khoảng 1-2 vòng thì bây giờ công kẹp Sampo và công sẽ đi khoảng 4 vòng. Thế thôi. Ok chưa ạ? Đấy thì hai banner tôi chỉ có lời khuyên như vậy thôi. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đến một cái phần tiếp theo đi. Cái phần này là cái phần mà tôi thấy rất nhiều ở trên mạng, tôi không hiểu là do bên nào làm. Nếu như mà bên nào làm thì cho tôi xin phép tôi chôm về nhá, bởi vì hiện giờ tôi không biết là credit của ai anh em ạ. Nhưng mà rất cảm ơn người anh em này đã chuẩn bị rất cái thông tin rất là chi tiết để mà chúng ta có một cái nhìn tổng quan về phiên bản 2.0. Cảm ơn người anh em rất nhiều. Và cái thứ hai là chúng ta có một cái file cũng không biết là của ai làm, nhưng mà cái file này là của Soju gửi cho tôi anh em ạ. Cái file này có tổng hợp tất cả những cái số lượng roll từ phiên bản 1.0 đến giờ, có update real time luôn anh em nhé. Thì hiện giờ là nếu anh em để ý là 1.0 chúng ta có rất nhiều tài nguyên đúng không,
213 vé, bởi vì 1.0 là cái phần đầu tiên, 1.1 là 93. Cái này còn không biết là dành cho free to play à? Free to play thật này, free to play chứ không phải là người hơi chơi hệ nạp anh em nhé. Thế thì nếu mà thế thì uầy, thế thì nhiều công nhờ. 1.3 nhiều vãi đạn luôn anh em ạ. 1.3 rất nhiều luôn này. 1.3 nó có cái event livestream mà đúng không? Web event này. Ờ. Rồi 1.4 là ít nhất với 77 roll này đúng không? 1.5 là 109, 1.6 là 101 và 2.0 là 116. Tuy nhiên bởi vì đây là free to play nên là với những anh em nào mà người chơi hệ nạp như tôi chẳng hạn, nạp thẻ tháng, nạp pass the pass vào ấy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ lên cái bảng này. Cái bảng này là 2.0 update Ngọc Ánh Sao. Thì trong này bạn ấy có nốt rất là chi tiết đến từng thứ một. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái daily training, tức là chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày anh em, 500 điểm năng động ấy, thì trong 49 ngày là chúng ta sẽ được 2940 Ngọc Ánh Sao. Thì bởi vì là hiện giờ nhà phát hành đã thông báo chúng ta là cái phiên bản 2.0 này sẽ kéo dài tổng cộng là 7 tuần đúng không? Ừ 7 tuần, 7749 thật. Thì cái này là ok này. Chúng ta sẽ có cái gift of Odyssey, tức là 10 vé của mỗi phiên bản. Ok này. Chúng ta sẽ có gift of Stellarium, tức là cái 10 vé cộng thêm của cái phiên bản 2.0 này mà đã thông báo từ đầu. Chúng ta sẽ có bảo trì là 600 Ngọc Ánh Sao, ok này. Chúng ta sẽ có cái shop reset, bởi vì là sang tháng sau rồi đúng không? Là tháng 2. Chúng ta sẽ có 5 vé. Chúng ta sẽ có vũ trụ mô phỏng reset tổng cộng là 7 tuần tại cấp đột phá level 6 là 1575. Ok này. Chúng ta sẽ có new story mission là 800. Ui nhiều thế quá. Này tôi cứ tưởng là nhiệm vụ mới của chúng ta chỉ được đâu đó cỡ khoảng 400 thôi nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái thứ gọi là nhiệm vụ đồng hành là 100. Ủa, tôi tưởng hai nhiệm vụ đồng hành nó phải là hai lốp chứ anh em nhỉ. Ồ, tôi cứ tưởng là hai nhiệm vụ anh em ạ. Ồ, thì ra là một à. Thế nó gộp chung cái Hanabi với cả cái Black Swan trong cái ảnh này của chúng ta vào một à? Ồ, chung với nhau à? Ok, ok mẹ. Rồi, chúng ta sẽ có Dreamscape Pass là 500. Clocky Offering. À, Clocky Offering này là chúng ta sẽ giống như là nâng cấp ở cái cây anh đào Inazuma đúng không? Rồi, hai cái này để sau anh em nhé. Tôi chưa biết hai cái này cái nào. Tôi nghĩ đoán khả năng cái Clocky Offering này là chúng ta nâng cấp đến từ các con đồng hồ anh em ạ. Và cái quan trọng là cái gì trong này bạn ấy đang tính là Penacony Exploring là 2000 Ngọc Ánh Sao. Tức là bản chất nó rất nhiều dương anh em ạ. Rất nhiều dương, rất nhiều giải đố. Để cho anh em loot map luôn. Khả năng như vậy là có thật đấy không ạ? Không đùa đâu. Bởi vì ngày trước nếu mà anh em mà đi loot map ở những cái map như là Shinzo Lofu anh em cũng có nhiều mà. Bởi vì map nó nhiều anh em ạ. Nó có nhiều giải đố nữa cơ. Rồi bây giờ mới là event này không này. Này, bây giờ mới là event anh em này. Hanu Prison Break là 2004. Đấy, có vẻ như đây là một cái event rất lớn. Giống như là ngày trước chúng ta làm là Phố Kim Nhân này. Giống như là chúng ta làm bảo tàng đúng không? Rồi Penacony Food Fest là 600. Ok, hợp lý này. Dream Jot TV là 500, 500, 600 gì đó. Dream Chaser Bulletin là 500 cũng đúng này, cũng là 500, 600 gì đó. Chênh lệch 100 không đáng kể. Và chúng ta sẽ đến với cả sảnh đường lãng quên và kể chuyện hư cấu. Wow, chúng ta sẽ có một kỳ MOC và hai kỳ kể chuyện hư cấu. Thế thì là cái búp sảnh mà tiêu xài chiến kỹ của con Hanabi không ạ? Nó sẽ nằm tại 2.1 à? Ồ, hay chưa? Hay nhờ, hay hay đấy không ạ? Tất nhiên rồi, số ngọc 2160 ngọc anh sao thì là ruột rồi không ạ? À? Em chỉ cần lấy 720 x 3 là xong mà. Chúng ta sẽ có một cái thứ gọi là gì? Thẻ tháng anh em nhé. Thẻ tháng Express Supply Pass là chúng ta sẽ được 4410. 49 ngày, ok này. Chúng ta sẽ có mua Pastor Pass là 4 vé cộng với cả 680 ngọc anh sao. Rồi ok. Thế thì overall này của bạn tính toán là gì? Tổng cộng là chúng ta sẽ có, tính ra ngọc anh sao cho anh em dễ nhé. Chúng ta sẽ có 25 mà nhân với cả 160. Nó sẽ là 4.000. 4.000 cộng với cả 15.000 à? Ui. Nó là 19.000 Ngọc Ánh Sao không ạ? Wow, amazing. Ui, trong đó con chưa tính thành tựu đó anh ạ. Tầm 93 thành tựu. Ui, 93 thành tựu là cũng được khoảng cỡ nhân 5 hay đúng không? Khoảng cỡ 4-500 Ngọc Ánh Sao đúng không? Thế thì có khi đây được 20.000 đấy anh em ạ. Nhờ. Mà tôi thật với anh em nhé. Hiện giờ tôi đang còn thấy thiếu một cái event nữa anh em ạ. 20 vé free trên này rồi công ơi. Tôi đang thấy là nó thiếu một cái nữa. Nếu như mà anh em để ý là cái phiên bản 1.3 chúng ta có một cái event livestream. Anh em nhớ không? Chúng ta bú được rất nhiều Ngọc Ánh Sao. Em công nhận không? Cái event live stream bấy lâu lắm chưa quay trở lại. Liệu có khi nào 2.0 quay trở lại không? Anh em mình lại từ người chơi cosplay thành streamer. Và ngoài ra hiện giờ chúng ta còn chưa có mấy cái event web đúng không? Chưa thấy một cái event web nào ở trên này cả. Nên là cái việc mà khả năng nhá, chúng ta trên 20.000 của anh sao là hoàn toàn có thật. Và với 20.000 của anh sao đi, tôi đoán là chúng ta sẽ được cỡ khoảng 200.000 mẹ rồi. 125 vé à? Ok đấy công ạ. 125 vé với free to play là rất nhiều luôn. Này còn thiếu đá của live stream 2.1 ở đấy. Ờ đúng nhờ, còn 300 đá của live stream 2.1 công ạ. Thế thì nhiều lắm không ạ? Đúng không? Sơ sơ là đây là 125 vé rồi. Nếu mà lỡ may mà có thêm event livestream đúng không? Có thêm event mời bạn trở về đúng không? Tôi ví dụ vậy đi. Chuẩn chưa? Mẹ nó có khi nó phải lên được 130-140 vé anh em ạ, chả đùa. Quà Tết thì tôi nghĩ chắc là không có đâu anh em nhỉ. Nếu mà có thì nó đã nói rồi chứ đúng không? Tôi nghĩ quà Tết hên xui thôi không ạ? Tôi nghĩ sẽ không có quà Tết đâu anh em ạ. Cùng lắm là quà Tết nó sẽ thành một cái event web thôi đúng không? Tôi nghĩ chắc không có đâu.
chắc nó sẽ dồn sang quà của sinh nhật thôi anh em ạ, anniversary thôi. Nhiều phết, 125 đến 130, 140 là khá nhiều. Còn với những anh em mà kiểu dạng như là chơi theo cái dạng free to play hệ Bình Dương đi, như kiểu tôi chẳng hạn. Đấy, thì anh em sẽ có ít nhất là khoảng cỡ 150 vé. Và thậm chí là với những anh em nào mua Pass the Pass thì khoảng 160 vé là hoàn toàn có thể anh em ạ. Và lỡ may nhé, tôi lỡ may nếu mà có event live stream và event mời bạn trở về nữa, tôi chắc chắn với anh em là có thể đến được gần khoảng 180 không ạ? Đúng không? 180, 190 đô là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi nghĩ ở thời điểm này nếu như anh em free to play ấy, tôi nghĩ là mọi người hoàn toàn có thể ít là cũng phải 130 vé đấy các bạn. Thế thì với khoảng 130, 140 cọc ánh sao này, tôi đoán là với những anh em free thì mọi người hoàn toàn nhá, hoàn toàn có thể lấy được hai nhân vật luôn tại phiên bản 2.1, à 2.0 anh em ạ. Em không cần phải luôn chấn đâu, anh em có thể lấy Black Swan cả Hanabi luôn để vừa chơi team Dot vừa chơi team IL. Hoặc là với những anh em nào mà hiện giờ đã không có Kafka chẳng hạn, mọi người có thể bỏ team Dot đi cũng được, mọi người lấy cả IL cả Hanabi về chơi rất là ping luôn anh em ạ. Tôi nghĩ đánh giá một phiên bản tốt đấy không ạ, từ nhân vật tốt, ngọc ánh sao bú đẫm rất nhiều, chúng ta có 5 map mới, rất nhiều content mới để mà làm. Nhưng mà tôi khuyên anh em chơi chậm thôi, mọi người đừng chơi quá nhanh mọi người ạ. Bởi vì cái phiên bản này rất là dài, chúng ta có tận 49 ngày mới hết phiên bản này, đúng không? Chúng ta có cả một kỳ nghỉ Tết rất là chiêu chiêu bên người thân và gia đình. Nên là cứ bình tĩnh mà chơi anh em nhé. Và rồi anh em ạ, đó cũng là tất cả những cái gì tôi biết tại phiên bản 2.0 sắp tới. Và nếu như mà anh em biết thêm thông tin gì hay ho hơn thì mọi người hãy để lại phần bình luận để mà chúng ta cùng biết thêm anh em nhé. Cảm ơn anh em xem đến đây. Thank you em rất là nhiều và hẹn mọi người lại trong các video lần tới. Cảm ơn mọi người, tôi là 715. Chào mừng anh em đã quay trở lại 715 Gaming. Thank you anh em nhiều nhá.